xin chào tất cả các em học sinh lớp 5. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách làm thế nào để học tốt môn tiếng Anh lớp 5 nhé. Trước hết chúng ta cần có 3 cuốn sách, đó là sách tiếng Anh lớp 5 tập 1, sách tiếng Anh lớp 5 tập 2 và sách bài tập tiếng Anh lớp 5 do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành. Bên cạnh đó, chúng ta cần có sử dụng phần mềm IC Books để việc học trở nên hiệu quả hơn. Với phần mềm IC Books, các em có thể tự làm bài tập và tự kiểm tra đánh giá sự tiến bộ của mình. Để truy cập vào phần mềm IC Books, các em sẽ lấy mã thẻ cào ở đằng sau mỗi cuốn sách nhé. Còn bây giờ, are you ready for the first lessons? Okay, here we go. Today we will learn Unit 1, What's Your Address? Lesson 1. Now look at the title, What's Your Address? Vậy hôm nay chúng ta sẽ học về gì? Về cách hỏi và trả lời địa chỉ nơi mình đang sinh sống. Ok. Trước khi đi vào bài mới, cô sẽ hướng dẫn cho chúng ta một số từ mới nhé. Now look at this picture. What is it? It's a map, right? Để tìm một ngôi nhà ở trên bản đồ, chúng ta cần cái gì? Cần địa chỉ của ngôi nhà, đúng không nào? Chúng ta cần address. Address, địa chỉ. Ở đây các bạn thấy cô ghi chữ am là viết tắt của từ now, danh từ. Ok. Now listen again and repeat. Address. Address. Đôi khi chúng ta sẽ nghe người Mỹ phát âm address, nhấn vào âm tiết thứ nhất. Ok. Now listen again. Address. Now let's move on to the second words. Okay, look at this picture. Các bạn có thấy bức tranh này rất là quen không nào? Đó chính là đường Bạch Đằng, alright? So I say Bạch Đằng Street. Street. Khi phát âm từ này các em nhớ phát âm âm cuối. Street. Street. Street có nghĩa là đường, phố, okay? And next one, look at this. It's smaller than street. Đây cũng là một loại đường nhưng nó nhỏ hơn street. It's lane. Lane. Ngõ, hẻm. Ok, listen again. Lane. And the next one. It's bigger and longer than a street. Đây cũng là một loại đường nhưng dài hơn và rộng hơn street. It's a road. Road. Now listen again, road. Road có nghĩa là con đường. And now, look at this. It's very tall, alright? It's a tower. Tower. Tòa tháp. Các em có nhận thấy đây là tòa tháp gì không nào? It's a Petronas Twin Tower. Đây là tòa tháp đôi Petronas ở đất nước Malaysia. Okay? Now listen again. Tower. Tower. And the last one. Đây là một nơi chúng ta có thể sinh sống trong một tòa chung cư. Okay? It's a flat. Flat. Đừng quên phát âm âm cuối nhé. Flat. Căn hộ. Okay? Bây giờ chúng ta cùng nhìn lại tất cả những từ mới chúng ta vừa học nhé. Address. Address. Street. Street. Lane. Lane. Road. Road. Tower. And flat. Flat. Ok. Now, bây giờ các em hãy cố gắng nhớ hết tất cả những từ chúng ta vừa học được không nào? And it's a game time. Do you like games? Let's play the game Quick Eyes. Nhanh mắt. Đúng như tên của trò chơi Quick Eyes, cô sẽ cho các em xem một picture rất là nhanh và nhiệm vụ của chúng ta sẽ nhận ra picture đó là gì. Ok? Are you ready? Now, here we go. The first one. Do you know what is it? It's a street. Street. Now, next one. I want to say dress. Dress. The third one, what is it? It's a flat. Flat.
Another one is bigger than a street. It's a road. Road. One more. It's smaller than a street. What is that? It's a lane. And the last one. It's very tall. It's a tower. Tower. Okay? Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với IC Book để xem cách sử dụng những cụm từ này trong ngữ cảnh thực tế như thế nào nhé. Lesson 1. 1. Look, listen and repeat. Okay, chúng ta cùng quan sát tranh trước nhé. Who is she? Yeah, she's mine. And this is Nam. Tuy nhiên ở đây cô lại thấy xuất hiện một nhân vật mới. Các em có biết cậu ấy là ai không nào? Vậy chúng ta cùng nghe đoạn hội thoại của các bạn để biết bạn ấy là ai nhé. Ở picture C, cô nhận thấy một hình ảnh rất là quen thuộc, đó chính là cầu rồng Dragon Bridge. Dragon Bridge nhắc chúng ta đến thành phố nào nhỉ? À, đó chính là thành phố Đà Nẵng, right? Và bức tranh cuối cùng, chúng ta thấy một tòa tháp khá là cao, đó chính là Hà Nội Tower. Trước khi nghe, cô sẽ hướng dẫn cho các em cách sử dụng các nút chức năng trong phần mềm IC Book này nhé. Đối với bài hội thoại, chúng ta có thể nghe theo hai cách. Cách thứ nhất, các em nhấn vào từng câu thoại để nghe lần lượt. Hi Nam, nice to see you again. Hoặc các em sẽ nhấn vào biểu tượng headphone ở đây để nghe cả bài hội thoại. Ok? Tốt nhất các em nên bấm vào nút headphone để nghe hết một lượt bài hội thoại. Sau đó các em sẽ nghe lại lần hai bằng cách bấm vào từng câu thoại, nghe và lặp lại. Hãy chú ý vào ngữ điệu của từng câu để có thể nói một cách tự nhiên nhất nhé. Bây giờ chúng ta cùng nghe đoạn hội thoại nào. Hi Nam, nice to see you again. Hi Mai, nice to see you too. Mai, this is Chung. He's a new pupil in our class. Hello Chung, nice to meet you. Nice to meet you too. Where are you from, Chung? I'm from Da Nang, but now I live with my grandparents in Hanoi. What's your address in Hanoi? It's 81 Chan Hung Dao Street. Where do you live? I live in flat 18 on the second floor of Hanoi Tower. Sau khi đã thuần thục đoạn hội thoại, các em có thể bấm vào biểu tượng ABC có dấu gạch ngang ở đây và bấm vào từng hình để nghe lại các câu thoại mà không cần chữ. For example, Hi Nam, nice to see you again. Hi Mai, nice to see you too. Mai, this is Chung. He's a new pupil in our class. Okay, do you understand? Ngoài ra, điểm nổi bật của phần mềm này là có khá nhiều các bài tập đi kèm, giúp các em có thể nắm thật kỹ bài hội thoại đấy. Ví dụ, khi các em bấm vào biểu tượng tập tài liệu này, các em sẽ có bài tập như sau. Ở đây chúng ta có các câu thoại trong bài hội thoại, right? Nhiệm vụ của chúng ta là kéo các câu thoại ở đây để thả vào hình tương ứng. Với bài tập này, các em sẽ ghi nhớ bài hội thoại rất tốt đấy. Nếu kéo không đúng thì sẽ không thả được vào ô thoại đâu nhé. For example, the first picture might say, Hi Nam, nice to see you again, right? Vậy chúng ta sẽ kéo câu thoại và thả vào ô. Hi Nam, nice to see you again. Ở câu thoại tiếp theo, bạn Nam nói gì nhỉ? Ví dụ bây giờ cô sẽ thả câu I'm from Đà Nẵng, right? No, it's wrong. So, Hi Mai. Hi Mai, nice to see you too. Mai, this is Chung. He's a new pupil in our class. Các em đã nắm được cách làm bài tập này chưa nào? Ok, hoặc các em có thể bấm vào biểu tượng người đeo headphone để làm một bài tập khác nhé. Với dạng bài tập này, các em sẽ có 4 picture tương ứng trong bài hội thoại. Các em sẽ bấm vào nút headphone ở từng ô để nghe đoạn hội thoại. Sau đó chúng ta sẽ kéo tranh tương ứng thả vào ô trống. Ví dụ. Hi Nam, nice to see you again. Hi Mai, nice to see you too. Mai, this is Chung.
He's a new pupil in our class. Ok, trong đoạn vừa rồi cô nghe Mai và Nam, vậy cô sẽ kéo picture này để thả vào ô trống tương ứng ở dưới. Các em hãy làm lần lượt với các bức tranh tiếp theo, sau đó bấm nút submit để kiểm tra câu trả lời của mình nhé. Các em hãy tự thực hành những bài tập này ở nhà và khám phá nhiều hơn về phần mềm ICBook, ok? Ok, vậy ở picture D chúng ta đã thấy Mai và Trung hỏi nhau về địa chỉ nơi mình sinh sống đúng không nào? Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với phần sentence by sentence, ok? Để hỏi về địa chỉ nơi mình sinh sống, chúng ta sẽ dùng câu hỏi What's your address? What's your address? And we use is to answer. Ví dụ, is 81 Trần Hưng Đạo Street. Ok? Ngoài ra, chúng ta cũng có thể dùng câu hỏi Where do you live? Where do you live? Để hỏi về địa chỉ. Với câu hỏi này, chúng ta sẽ trả lời I live. For example, I live in flat 18 on the second floor of Hanoi Tower. Ok? Các em lưu ý, câu hỏi What's your address? Và câu hỏi Where do you live? Chúng ta dùng để hỏi về nơi mình đang sinh sống. Ok? Còn câu hỏi Where are you from? Chúng ta sẽ dùng để hỏi về quê hương, nơi mình sinh ra. Ok? It's different. Do you understand? Bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hành mẫu câu này với ICBooks nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với activity 2 để thực hành mẫu câu chúng ta vừa học nhé. 2. Point and say. Ok. Ở đây chúng ta sẽ có 4 picture A, B, C and D. Các em hãy tự bấm vào từng picture, nghe câu hỏi và trả lời. Ok. For example, picture A. What's your address? It's 105 Hua Bing Lane. Can you listen carefully? Okay, answer again. What's your address? It's 105 Hua Bing Lane. Okay, now picture B. What's your address? It's 97 Village Road. So can you answer picture C and D? Okay, so you can do it. Now let's move on activity 3 for more practice. 3. Let's talk. Với hoạt động này, các em sẽ gõ câu trả lời về bản thân mình vào ô bên dưới. Okay, for example, where are you from? Với câu hỏi này, người ta muốn hỏi mình về gì nào? À, về quê hương của mình đúng không nào? So you answer, where are you from? I'm from Đà Nẵng, right? Để đi đến câu hỏi tiếp theo, các em sẽ bấm vào nút mũi tên ở đây. What's your address? And where do you live? Với dạng bài tập này, hỏi về thông tin của cá nhân mình, chúng ta không cần bấm nút submit. Nhưng để biết câu trả lời chính xác, các em có thể bấm vào nút show answer để xem gợi ý nhé. Ok, where are you from? I'm from Hanoi. What's your address? And where do you live? Have you got it? Và bây giờ chúng ta hãy cùng củng cố kỹ năng nghe với activity 4. Ở hoạt động này, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một nhiệm vụ nhé. Bác bưu tá phải đem quà đến cho 4 bạn nhỏ là Linda, Tony, Peter and Tom. Nhưng thật không may địa chỉ của các bạn lại bị thất lạc. Bây giờ chúng ta hãy nghe các bạn nhỏ nói về địa chỉ của mình và giúp bác bưu tá điền chính xác địa chỉ của các bạn ấy. Những chỗ trống này có thể là một number hoặc đó có thể là một name street. Ok, name of street. Now listen carefully. 1. What's your address, Linda? It's 208 High Street. Okay, so can you listen to Linda? So what's her address? It's 208, alright?
Now, number two. Where do you live, Tony? I live at 321 Green Lane. How about Tony? What's his address? 321 Green Lane. 321, okay? So you can say 321 or 321. It's okay. And now let's move on, Peter. 3. What's your address, Peter? It's 765 White Street. It's 765 White Street. Okay, but sentence 3 and 4. Các em sẽ tự thực hiện và bấm nút submit để kiểm tra. Get it? Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với activity 5 để rèn kỹ năng đọc hiểu nhé. 5. Read and complete. Các em còn nhớ bạn Trung không nào? Đây là một đoạn văn mà bạn Mai sau khi trò chuyện cùng Trung đã viết lại để giới thiệu bạn ấy với cả lớp. Bây giờ các em hãy giúp Mai hoàn thành đoạn văn này nhé. Ở đây chúng ta có 4 từ address, street, from and leave. Nhiệm vụ của các em sẽ là kéo 4 từ này để thả vào các chỗ trống. Ok, for example, the first one. Trung is a new pupil in class 5B. He is blah 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 Đà Nẵng. So he is from Đà Nẵng. Ok. Các em hãy làm tiếp tục vào câu number 2, 3 and 4. Sau đó nhấn submit để kiểm tra đoạn văn của mình đã phù hợp với đoạn văn của bạn Mai chưa. Để nghe lại đáp án chúng ta có thể bấm nút play ở đây. Ok. Và bây giờ chúng ta hãy cùng thư giãn với bài hát The Wheels on the Bus. 6. Let's sing. Ok. Let's sing. Okay, let's listen again and sing along. Sinh sống. Nhớ làm lại các bài tập trong IC Books và đừng quên chuẩn bị cho bài mới Unit 1 Lesson 2. Okay? And it's time to say goodbye. Bye bye and see you in the next lessons.